Thưa các bạn, đây là cái dự án trường Đại học Việt Đức vừa được đưa vào hoạt động gây sự chú ý lớn của xã hội. Cái dự án được khởi công từ năm 2016 tại cái khu đất rộng 50 hecta ở quốc lộ 13 giao nhau với đường vành đai 4 thành phố Hồ Chí Minh tại phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tổng cái mức đầu tư của dự án này lên tới 200 triệu đô, tức là khoảng 5.000 tỷ đồng. Trong đó phần lớn là cái vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Thế giới. Khuôn viên của trường Đại học Việt Đức được xây dựng theo cái mô hình sinh thái đô thị đại học, bao gồm các cái hạng mục như khu giảng đường, các cái tòa nhà học thuật của các khoa, ngành và 21 phòng thí nghiệm theo cái tiêu chuẩn quốc tế. Đặc biệt còn có các cái công trình phục vụ giảng viên và sinh viên như thư viện, hội trường, nhà điều hành, trung tâm thể thao, khu ký túc xá. Cơ sở vật chất của trường Đại học Việt Đức đáp ứng cái quy mô đào tạo của khoảng 6.000 sinh viên vào năm 2030 theo cái tiêu chuẩn của Đại học Đức và quốc tế. Hiện trường đang đào tạo khoảng 2.400 sinh viên Việt Nam và 70 sinh viên các nước. Cái điểm nổi bật của cái dự án trường Đại học Việt Đức này là được đầu tư xây dựng rất là quy mô. Chúng tôi đã có dịp được vào thăm trường và được ông phó hiệu trưởng của trường Đại học Việt Đức dẫn đi tham quan những cái công trình kiến trúc rất là độc đáo. Trong đó có cái hội trường mái vòm rất là hoành tráng và được thiết kế theo cái kiến trúc rất là độc đáo. Xin mời các bạn cùng chúng tôi vào tham quan cái công trình kiến trúc này. Hội trường của trường Đại học Việt Đức. Đây là một trong những công trình thi công khó nhất ở đây. Vuông cạnh sát cạnh mà nó luôn phải tạo thành các cái đường cong nên là thi công rất khó. Cái này phải đổ dầm chịu lực bởi vì nó chống đỡ. Đơn vị nào thiết kế được cái nói chung các cái lễ quan trọng này. Chào mừng tốt nghiệp đón tiếp khách rồi. Một trong những cái điểm rất hay là cái hội trường nó thiết kế cái khả năng tiêu âm nó cực cao. Nên mình vô đây nói đó các bạn tí xíu. Này có mấy anh em bên kỹ thuật đây. Mở cái này không? Rồi. Sao đồng chí báo xây dựng phát biểu ý kiến nhiều? Thấy trường thế nào đồng chí? Quá đẹp à? Không, thiết kế này, thiết kế hiện đại này, dầm vượt nhịp cực lớn luôn. Có độ là chắc phải 10 mấy mét. Vì cái anh chủ nhiệm thiết kế này, anh Machado là giáo sư kiến trúc đại học Harvard. Và cái thiết kế MI này là của Arab. Tại em MI là Arab thiết kế này đúng không? Nên là cái hay cái là cái đặc biệt là nó thiết kế về cái acoustic ở trong này rất là chuẩn. Nên đứng đây nói không có biểu hiện gì là nghe giọng lớn giọng nhỏ. Tiêu âm được hết. Nó tiêu âm hết. Cái bát này cũng hệ thống được tiêu âm. Đúng rồi, nó không có chủ trong đây. Làm chủ thì nó dễ, đây là dần được hết. Cái này khi chúng ta bị thử âm thanh ấy thì nó sẽ tạo cái sự khác biệt. Cái này mình làm live show được hay này. Đang làm đây nhưng mà mấy này nó chạy cái hệ thống âm thanh này cao, hơi bị đau để tiêu âm. Thay vì các sao trong rồi không sốt á. Nó sẽ tiêu âm. Sao chị? Không có gì để điều cất kế hoạch ở đây đúng không? Cái này làm live show được hay. Gì nè. Để em chị lên hát bài nhé. Hôm tới ngày 11 tháng 11 là ngày khai sinh hai trường á, khánh thành cái cơ sở của trường ấy thì cũng sẽ có lạnh ở trong cái trường này là thiết kế hiện đại là cái hệ thống chiller và nó làm lạnh bằng nước chứ không phải làm lạnh bằng không khí, tức là cái hệ thống chiller nó chạy sẽ chạy lạnh ở cái nhà trung tâm, nó mang nước chạy dẫn lên trên các cái đầu acoustic này làm lạnh bằng nước à? Bắt đầu cái là nó hút cái gió vào, hút cái gió vào, bắt đầu nước nó đẩy lên trên cái không khí đó làm lạnh đó, nó đưa vào trong phòng. À, rồi xong bắt đầu cái nước đó nó hoàn lưu, nó chạy ngược về cái ACU để nó chạy tiếp nữa. Còn cái nước thải trong này thì bắt đầu nó chạy về cái trung tâm xử lý bình vi sinh, xử lý xong bắt đầu á là chuyển ngược về để bắt đầu đưa ra tưới tiêu và sử dụng toilet rồi. Nên là cái hệ thống này là phải anh em nó nằm với cái hệ thống này mới vận hành được chứ còn không biết vận hành rồi. Kinh khủng.
chung mình làm tòa nhà này xong sẽ có một lực lượng để vận hành tòa nhà này riêng phải không thầy? Mình thuê cái bây giờ mình đang làm đấy chứ, bây giờ mình đang làm đấy, đang làm nhưng mà trong 2 năm bảo hành bảo trì thì nhà thầu nó phải lo cái phần mà những vấn đề liên quan tới tòa nhà, nhưng mà sau đó 2 năm mình phải vận hành hết. Thật ra bây giờ mình đã vận hành rồi. Nói chung là cái cách bố trí hội trường này là nếu cần là mình đẩy cái bục đó sang bên hướng nào mình tùy theo cái mục nhu cầu. Bên ngoài đi vào thì nhìn ở hội trường này sẽ có bao nhiêu cái hội trường này khoảng 1.200 đó. Trước lớn cả trên đó mà cả trên quanh. Alo hay nhỉ, thiết kế là dầm vượt nhịp dầm lớn. À thế à? Lớn. À rồi rồi, ok. Dầm vượt nhịp hả? Cực kỳ khó anh. Đúng rồi. Rất khó. Tại vì nó lúc thi công là họ rất có kinh nghiệm, nhưng mà đến lúc triển khai thi công cái này là họ gặp rất nhiều khó khăn. Không cái nào giống cái nào. Nó không đồng loạt. Không có tái sử dụng được các cái hệ thống về. Tức là mỗi một tấm kích thước nó khác nhau, nó không ông nào bằng ông nào. Giống cái tòa nhà Vitexco kia là lắp cái kính. Mỗi một tấm kính là kích thước khác nhau. Nên các khu vực cảnh sát cảnh nó luôn thay đổi, đúng rồi, đường cong. Đó là con đường cuối cùng đó luôn đó. Tắt máy luôn nha, có thể mặt nha.